Ở video này, tôi xin chia sẻ cách tạo ra một cây vàng lập trồng thủy sinh bằng cách tận dụng những vật liệu sẵn có ở xung quanh nhà. Việc đầu tiên cần làm đó là chọn một cây vàng lập có một thân. Và cây này có tán lá tròn trịa để sau khi trồng sang dạng chậu thủy sinh thì cây có được tính thẩm mỹ cao. Vật liệu thứ hai đó là những chai lọ thủy tinh hoặc bằng nhựa trong suốt có nắp đậy. Kích thước của chai lọ thủy tinh này nhỏ tối thiểu bằng 1 phần 2 so với tán lá nhằm giúp cho cây sau khi trồng vào trong chai lọ thủy tinh này sẽ đứng vững, không bị đổ. Vật liệu thứ ba đó là miếng xốp cống hoa. Tác dụng của miếng xốp cống hoa này sẽ giữ vững cho thân cây đứng được ở trong chai lọ thủy tinh. Lò vật liệu thứ tư đó là thuốc tím. Thuốc tím này có tác dụng sẽ sát khuẩn trong quá trình chuyển từ cây trồng đất sang trồng thủy sinh. Ở phần nắp nhựa của chai lọ thủy tinh, tôi sẽ khoan một lỗ tròn có đường kính khoảng 2 đến 3 cm. Lỗ khoan chính ở giữa sẽ là vị trí đặt cây vàng lọc vào và những lỗ nhỏ xung quanh có tác dụng là cung cấp oxy cho bộ rễ của cây vàng lọc. Kế đến, cục xốp cắm hoa sẽ được cắt sao cho lớn hơn với lỗ khoan ở chính giữa của chai lọ. Cục xốp này sẽ có tác dụng là giữ vững cây vàng lọc. Sau đó cục xốp này sẽ được vát hình dạng cái niêm. Công đoạn chuẩn bị hộp để trồng cây thủy sinh đã xong. Sau đó tôi sẽ chuyển sang xử lý bộ rễ của cây vàng lọc trước khi trồng thủy sinh. Đầu tiên cần loại bỏ phần giá thể trồng trước đó. Sau đó sẽ được rửa sạch.
Sau khi đã cho bộ rễ chèn qua phần nắp nhựa, tôi sẽ ngâm phần bộ rễ này trong thuốc tím với tỷ lệ là 1 gram thuốc tím pha với 2,5 lít nước. Thuốc tím này có tác dụng sát khuẩn vết thương sau khi đã chèn cây qua nắp và đồng thời làm cho bộ rễ ít bị thối nhũng. Thời gian ngâm là khoảng 15 phút. Sau khi đã ngâm cây vàng lọc trong thuốc tím khoảng 15 phút, sẽ tiến hành cho cây vào chai lọ thủy tinh. Lượng nước chứa trong chai sao cho chiều cao của lượng nước này bằng phân nửa chiều dài của rễ. Sau khi đã chuyển cây vàng lọc qua trồng dạng thủy sinh như thế này, trung bình khoảng 3 ngày đầu tiên nên thay nước một lần cho cây, trong khoảng 15 ngày.